Đây đều là hai đội bóng đã giành được chiến thắng ở trong lượt trận đầu tiên. Với các cầu thủ bóng 17 tháng 9 Hải Phòng, họ là đội bóng đã giành được cú lượn dòng có thể nói là rất hoạn mục. Trước đại diện được đánh giá là rất mạnh đến từ Hà Nội, đó chính là các cầu thủ bóng F Club. Trong đó thì đội bóng chủ nhà ICC Nam Định họ đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 sau khi khép lại hai hiệp thi đấu trước đối thủ là đội bóng FAT Thanh Hóa. Có thể nói thì lượt trận đầu tiên mà cả đội bóng họ tham gia thi đấu đều là những trận đấu có được tính chuyên môn cao, và trận đấu của hai đội gặp nhau ở thời điểm hiện tại ở lượt trận thứ hai đang được gọi là trận đấu chung kết của giải bóng đá tứ hình. Chung tay vì cộng đồng, cú đá đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất đã được tạo ra bởi vị trí của Trọng Tuấn. Ngày hôm nay thì bên phía các cầu thủ bóng ICC Nam Định họ ra quân với sự góp mặt của thủ thành, đó là Tiến Việt trong gỡ cầu bóng này. Trong khi đó thì đội ba đang thi đấu trong tuyến đầu của họ trong hiệp thi đấu thứ nhất đang là vị trí của Tiến Thành, các cầu thủ đó là trung vệ Quang Trường và vị trí của Anh Ngọc. Tứ tiền vệ của họ đang được giao cho đội Thanh Tùng và Trọng Tuấn. Trong đó thì Phi Long, tác giả của cú đúp ở trong trận đấu giao quyền của bóng ICC Nam Định, đang là đỉnh cao nhất trong sơ đồ tấn công của bóng này. Cứ như thế thì ở trường lại bên phía đội bóng 17 đang chín Hải Phòng, người đang đứng trong khung của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là vị trí của Nguyên Trọng Tuấn. Các cầu thủ mang áo số 5, vị trí của Tuyên Quyền, cầu thủ mang áo số 9 đó là người đang đeo tấm băng đội trưởng, vị trí của Văn Nam. Cầu thủ mang áo số 77 Trung Hiếu, số 18 Cao Trung, số 44 Văn Thêm, cầu thủ mang áo số 33 đó là vị trí của Hoàn Thành. Huấn luyện trưởng của cầu thủ đá 17 tháng 9 Hải Phòng đó là vị trí của ông huấn luyện trưởng Nguyễn Dương. Và trong những diễn biến đầu tiên thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ bóng ICC Nam Định họ đang là những người chủ động trong việc nhập cuộc. Với việc đang tạo ra thế trận lớn nhất ở trong những phút thi đấu đầu tiên thì có vẻ như tham vọng của đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay đó là việc tìm kiếm những lợi thế để tạo lên dẫn trước. Có thể nói thì ở lượt trận đầu tiên, với việc mà các cầu thủ bóng 17 tháng 9 Hải Phòng họ giành được chiến thắng với cú lượn ngược dòng, đây là một trong những đối trọng thật sự mà đội bóng ICC Nam Định sẽ cần phải cẩn trọng. Như vậy thì trọng tài đã đưa ra những lời nhắc nhở dành cho vị trí của Tiến Hành. Tiến Hành vừa rồi đã có một tình huống dùng tay chơi bóng, và ngay lập tức thì các cầu thủ của đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng họ cũng đã thắc mắc tới trọng tài. Và từ vậy thì quyết định của trọng tài cũng đã được đưa ra, và chính vì thế thì đây sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ của đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. Đội chơi bóng lúc này đang là vị trí của cầu thủ mang áo số 33 đó là Văn Thành. Một đường chuyền hợp lý, cơ hội vẫn còn không được, và hất xả của Phi Long hoàn toàn không có lỗi của cầu thủ bên phía bóng ICC Hải Phòng. Ngay lập tức thì đội bóng ICC Nam Định vừa rồi đã tổ chức một tình huống phản công nhanh. Vì vậy thì thêm một tình huống đá phạt cố định dành cho đội bóng chủ nhà ở trong pha bóng này. Đứng trước bóng đang là vị trí của đội trưởng Thanh Tùng. Ở trong lượt trận thứ hai thì Thanh Tùng vẫn tiếp tục là người đeo tấm băng đội trưởng trong màu áo của đội bóng ICC Nam Định. Anh cùng với Phi Long và Trọng Tuấn đang kết hợp thành đội ba tấn công, có thể nói là rất mạnh bên phía đội bóng chủ nhà ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cú đá nào của Thanh Tùng, một tình huống thi đấu cảnh giác của thủ thành Trọng Tuấn. Với những trận đấu như thế này thì chắc chắn vai trò của những người gác đền cũng sẽ là một trong những vị trí rất quan trọng. Khả năng đảm bảo thế trận và những sự tập trung sẽ là điều kiện quan trọng nhất để giúp cho cả hai đội bóng ICC Nam Định cũng như các cầu thủ của bóng 17 tháng 9 Hải Phòng có thể tìm kiếm được những phương án phòng ngự một cách chủ động hơn. Với những bản tính mà cả 17 tháng 9 Hải Phòng cũng như ICC Nam Định họ đang hướng đến ở lượt trận thứ hai, thì chúng ta có thể hiểu và tham vọng mà cả hai đội họ đang muốn tìm kiếm ở trong trận đấu này. Và lượt trận thứ hai thì vị trí của toàn trường cũng đã góp mặt trong đội hình của đội bóng ICC Nam Định. Vị trí của một trong những trung vệ được đánh giá là rất dày dặn kinh nghiệm mà đội bóng ICC Nam Định đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì bên phía đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng thì với những cái tên như đội trưởng Văn Nam hay ngoài ra thì Trung Hiếu cũng như Đình Quyền, Văn Thương, Văn Thành và Quang Trung cũng đều là những cầu thủ được đánh giá là chất lượng mà đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng đang có được ở thời điểm hiện tại. Và với việc mà mang tính chất một trận đấu quan trọng ở lượt trận thứ hai thì chính vì thế cả ICC Nam Định cũng như 17 tháng 9 Hải Phòng họ đều đang muốn tạo ra được những lợi thế đến với đội bóng mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và tranh chấp bóng khá hay đến từ vị trí của Văn Thông, không được. Phòng ngự của đội bóng ICC Nam Định vẫn đang cố gắng để lựa chọn một lối chơi phòng ngự chắc chắn nhất, đó là điều dễ hiểu.
Nếu như tính về các thông số và điểm số ở thời điểm hiện tại thì đội bóng chủ nhà vẫn đang là đội bóng nắm giữ được lợi thế cao nhất sau khi họ kết thúc lượt trận đầu tiên với chiến thắng thuyết phục là tỷ số 4-1. Hiệu số dương 3 thì lúc này đang giúp cho ICC Nam Định vẫn đang tạm đứng đầu. Tình huống đá biên dành cho đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. Tổ trọng tài điều khiển chính ở trong trận đấu ngày hôm nay vẫn đang là ông trọng tài Phạm Văn Toàn. Một tình huống qua người rất nhanh về phía làm tay trái. Với tốc độ của mình thì Quang Trung lúc này sẽ có nhiều hơn những phương án lên tham gia tấn công bên phía hành lang biên nhằm tạo ra những cơ hội về phía công hành của đội bóng chủ nhà. Đội bóng chạm này của Trọng Tuấn. Trọng Tuấn cũng đã có một điều xử lý rất kinh nghiệm. Sự tập trung sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đối với cả ICC Nam Định cũng như các đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. So với những phút thi đấu đầu tiên thì chúng ta vẫn chưa thể đánh giá quá nhiều về khả năng thi đấu đến với cả hai đội bóng. Nhưng nếu như những ai đã xem trận đấu mà cả 17 tháng 9 Hải Phòng cũng như ICC Nam Định thi đấu ở lượt trận đầu tiên thì chúng ta vẫn đang chờ đợi một màn đấu đầu hấp dẫn với những tính chất chủ động rất cao ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì hai đội bóng SHT Thanh Hóa và các đội bóng FLS Hà Nội lúc này họ cũng đang thi đấu ở trận đấu cùng giờ và diễn ra tại phần sân bóng số 2. Quân trường để một tình huống mở bóng ra chính xác dành cho Trọng Tuấn. Thế nào là Trọng Tuấn? Bóng trả lại dành cho anh Ngọc. Rồi Vân Đoàn Phi Long chưa vào. Quá đã thế khi mà cú dứt điểm đầu của Phi Long lại đưa bóng đi rất tốt rồi. Đó là một tình huống mà tuyệt đào của đội bóng ICC Nam Định có vẻ như cũng đã có phần hơi mất tập trung. Thành Tùng vẫn là Phương Long và sẽ rất nhanh đến từ vị trí của đội trưởng Văn Nam. Lúc này thì Văn Nam đang là cầu thủ đá tốt nhất trong sơ đồ tấn công của đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. Trong đó thì Quang Trung cùng với vị trí của Văn Thôn đang là hai thủ chia nhau hai vị trí là cánh của đội bóng áo đỏ. Trận đấu giữa ICC Nam Định và các đội của bóng 17 tháng 9 Hải Phòng trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đang diễn ra trong một điều kiện thời tiết có thể nói là rất nắng nóng. Đây đang là những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại khu vực phía Bắc của chúng ta. Nhiệt độ lúc này đang dao động trong khoảng 43 độ C. Có thể nói là điều kiện thời tiết lúc này cũng là khá khắc nghiệt. Mà vậy thì tất cả những đội bóng đang tham gia ở giải đấu tứ hùng miền Bắc trước đây thì cộng đồng năm nay đều đang đạt đến một giải đấu với chất lượng chuyên môn rất cao. Và với những gì mà các đội bóng họ đang thể hiện thì đây vẫn đang xứng đáng là một trong những giải đấu được đánh giá là thu hút đông đảo sự quan tâm của các chuyên gia cũng như những cổ động viên tới sân ở trong giải đấu năm nay. Và đây cũng là một giải đấu mà đang được ekip của bản tin bóng đá Nam Định tham gia công tác truyền thông và truyền tải những hình ảnh chân thực và sống động nhất tới tất cả những người hâm mộ trái bóng tròn của Việt Nam chúng ta. Ở trong quãng thời gian gần đây thì ekip bản tin bóng đá Nam Định là một trong những ekip bản tin bóng đá được đánh giá là chuyên nghiệp. Và đá phạt trực tiếp dành cho các đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. Đội trưởng bóng lúc này đang là vị trí của Trung Hiếu. Và nhồi bóng vào phía trong không được. Tình huống xử lý khá chủ động của cầu thủ bên phía bóng ICC Nam Định. Đó là pha bóng mà anh Ngọc cũng đã chủ động nhả bóng để tránh đi một tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ của đội bóng chủ nhà. Vẫn đang là anh Ngọc về một đường chiều dài lên phía trước. Với những tình huống bóng bổng có vẻ như lúc này là rất khó để có thể vượt qua được vị trí của trung vệ Văn Nam. Chúng ta có thể thấy thì Văn Nam là một trong những cầu thủ có thể hình khá lý tưởng. Anh đang sở hữu chiều cao và có thể nói là thể hình khá vạm vỡ. Đó là một trong những thể hình lý tưởng đối với mỗi trung vệ để họ có thể có được nhiều hơn những tình huống tranh chấp tay đôi và đặc biệt là những tình huống tranh chấp bóng bổng sẽ là những lợi thế rất lớn đối với vị trí của Văn Nam. Văn Toàn bóng lại đầu chân của Văn Nam. Chủ yếu rất hay. Chân rất nhanh, một cú đá căng như kẻ chủ đưa bóng đi tận hốc cao thành của đội bóng
ามดิvà là trận quá nhanh ở vùng giữa hàng cánh phải và có lẽ thì chúng ta cũng đã có phần bị bất ngờ trong bàn thắng vừa rồi đến với các cầu thủ bóng đội Hải Phòng và ngay lập tức thì pháo sáng cũng đã được thắp lên bởi các cổ động viên có thể nói là rất nhiệt tình phía đại diện đến từ Hải Phòng. Lợi đang tạm đến với đội bóng chủ nhà. Mặt vậy thì ICC Nam Định với lượng đang sở hữu của hàng công có thể nói là rất mạnh. Thì đây sẽ là một trận đấu hàng công có thể giúp cho đội bóng ICC Nam Định tìm kiếm được lợi thế tốt hơn. Và rồi, từ đây bóng được đẩy ra dành cho trọng tuấn. Nam Định cũng đã có được bàn thắng để đem trận đấu quay trở về vạch xuất phát. Một tình huống mà hàng phòng ngự của đội bóng 17-9 Hải Phòng đã có phần thi đấu hơi mất tập trung khi mà họ đã để cho Trọng Tuấn quá thoải mái trong việc tung ra cú dứt điểm vào góc phần. Và từ đây Trọng Tuấn cũng đã làm tất cả những gì có thể để có thể cứu thua cho đội bóng 17-9 Hải Phòng, nhưng chừng đó là chưa đủ. Tỷ số đã được xem lại phần 1-0. Sau những phút đầu thi đấu có phần thăm dò thì ngay lập tức hai đội bóng đã tạo ra những phút giây kịch tính và cực công dân. Hai bàn thắng liên tiếp được tạo ra và chia đều cho cả hai đội bóng đang phản ánh lên tất cả những gì mà cả ICC Nam Định cũng như đội bóng 17-9 Hải Phòng đang có được ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Không ra. Sáu ơi. Bình tĩnh. Không có gì đâu. Thế việc là lúc này thì cả hai bóng đều đã có được những bàn thắng thì chúng ta vẫn đang được chứng kiến những trận thi đấu cực công dân mà cả ICC Nam Định cũng như 17-9 Hải Phòng họ đang công hiến ở trong trận đấu ngày hôm nay. Câu lạc bộ bóng đá 17-9 Hải Phòng hay với một cái tên khác đó là FC 17-9 Nhiệt Điện Hải Phòng. Đây là đội bóng được thành lập từ ngày 17-9 năm 2015, cũng là ngày thành lập của công ty cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng ngày 17-9 năm 2002. Từ những ngày đầu mới thành lập thì có thể nói là đội bóng 17-9 cũng đã trải qua khá nhiều những thăng trầm, từ những cầu thủ cho đến ở những tỉnh thành khác nhau từ khắp mọi miền tổ quốc, nhưng có một điểm chung thì đây đều là những cái tên được đánh giá là rất đam mê với trái bóng tròn. Chính vì vậy thì ở giải đấu năm nay, giải đấu tứ hùng miền Bắc chung tay vì cộng đồng, thì đại diện đến từ Hải Phòng đó là 17-9 cũng đang công hiến được những phút giây thi đấu có thể nói là công hiến và những pha bóng đẹp mắt. Một trận đấu với chất lượng chuyền biến cao, Văn Anh được đánh bóng không được và người về bám sát kịp thời đến từ vị trí của anh Ngọc trong pha bóng vừa qua. Thứ năm vừa rồi không có vị trí của anh Ngọc lùi về thì có lẽ là thủ thành bên phía đội bóng ICC Nam Định một lần nữa đã phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm. Và đặc biệt dành cho các cầu thủ đội bóng 17-9 Hải Phòng. Trọng Tuấn thêm một pha lên bóng dành cho đội bóng ICC. Tỷ số được lên thành 2-0. Quá tuyệt vời. Lần này thì là Phi Long, một pha phối hợp quá hay của huấn luyện Phi Long và Trọng Tuấn ở trong tình huống vừa qua. Rất bất ngờ, gió đã được chiều quá nhanh ở trong ít phút vừa rồi.
Được một tình huống mà Trọng Tuấn qua bóng, anh đã xử lý có thể nói là rất tinh tế trước khi tung ra đường truyền dọn cố để cho đồng đội của mình, đó là Phi Long, có được bàn thắng thứ ba ở giải đấu năm nay, và cũng là bàn thắng đầu tiên của Phi Long ở trong trận đấu giữa ICC Nam Định và các đội bóng 17-9 Hải Phòng. Tỷ số của trận đấu lúc này đã được nâng lên thành 2-1. 17-9 Hải Phòng đang rất cố gắng để tìm kiếm lại thế trận. Họ đã có những phút đầu thi đấu có thể nói là khá hứng khởi, nhưng cho đến lúc này thì các cầu thủ của bóng ICC Nam Định lại mới đang là những người nắm giữ được lợi thế với bàn thắng để tạo một lần dẫn trước. Vào trong đi. Bóng đá phạt dành cho các cầu thủ bóng 17-9 Hải Phòng. Và có bóng tốt đến từ vị trí của anh Ngọc. Văn Anh. Bóng đá. Thủ một đường lên bóng bên phía anh Lam cánh phải của đội bóng áo đỏ. Trọng Tuấn. Vẫn đang là Trọng Tuấn. Trọng Tuấn đã tự nhiên mình vào tay khó. Đấy. Này thì với việc mà đội bóng ICC Nam Định đã có được bàn thắng để tạm thời lấy dẫn trước, thì những gì mà đội bóng này đang cần đó là một trong những thế trận an toàn, sự chủ động cùng với đó là những hướng thi đấu chậm rãi và không quá vội vàng trong một trận tấn công sẽ là những tiêu chí mà đội bóng này sẽ hướng đến ở trong những phút thi đấu tiếp theo. ICC Nam Định vẫn là như vậy, họ là một trong những đội bóng được đánh giá cao về mặt kinh nghiệm. Chính vì thế thì mỗi khi có được bàn thắng dẫn trước thì đội bóng này cũng sẽ không ngại ngần để đưa ra một lối chơi tạo ra những khó khăn đối với đội bóng đối phương. Đây là pha bóng cố định dành cho các đội bóng 17-9 Hải Phòng, và đây sẽ là một tình huống cố định trên chân đá phạt góc. Đứng trước bóng lúc này đang là vị trí của trung vệ. Pháo bóng lên. Đúng rồi, bóng cố định của xe là một trong những điều cần thiết đối với các cầu thủ của đội bóng 17-9 Hải Phòng. Trong một thế trận khó khăn khi mà các cầu thủ của đội bóng ICC Nam Định đang lựa chọn lối chơi phòng ngự bên phần sân nhà, thì những pha bóng nhằm ở những tình huống bóng bổng cũng sẽ là điều cần thiết đối với đội bóng này. Vâng, còn thêm một tình huống chọc khe tới Văn Anh. Vẫn là Văn Anh với bàn thắng thứ hai. Tỷ số của trận đấu được xa hòa thành 2-2. Đã có những kẽ hở trong khâu phòng ngự của đội bóng ICC Nam Định, và một lần nữa thì Văn Anh lại là cầu thủ có được tình huống chọn vị trí hợp lý trước khi có pha đối mặt đem về bàn thắng xa hòa tỷ số 2-2 cho đội bóng 17-9 Hải Phòng. Trận đấu giữa ICC Nam Định và 17-9 Hải Phòng đang diễn ra quá hấp dẫn. Một màn rất là kịch tính về mặt tỷ số mà cái đội họ đang tạo ra ở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là những gì mà chúng ta có thể nói về màn thể hiện của cả hai đội. Văn Thành quá xuất sắc, anh luôn biết cách để chọn vị trí trong những khoảng trống có thể nói là hợp lý, và điều đó đã giúp cho Văn Thành có được cú đúp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tiền đạo có thể hình khá nhỏ gọn nhưng khả năng di chuyển thông minh cùng với đó là sự sắc bén trong những cú dứt điểm thì Văn Thành vẫn đang là một trong những chốt chặn, và đặc biệt là một trong những mũi tấn công rất nguy hiểm mà có lẽ thì ở những phút thi đấu tiếp theo đội bóng ICC Nam Định, đội bóng chủ nhà, sẽ cần phải dành những sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ này. Trọng Tuấn, Phi Long và Anh Ngọc lúc này đang là một bàn tấn công bên phía bóng ICC Nam Định, không được.
nỗ lực rất là muốn ở vị trí của trọng tượng, nhưng vừa rồi thì thủ thành trọng tượng cũng có được và phản xạ kịp thời với một tình huống ôm bóng gọn gàng. Chiều tối đội tuyển thủ lên phía đội bóng ICC đá đôi, đó là trọng tuyến cú đá chân trái và áp sát rất nhanh. Và vừa có được tình huống áp sát đối với vị trí của trọng tuyến, đó là Trung Hiếu. Lúc này thì Trung Hiếu đang thi đấu với vai trò là tiền vệ trụ, trong đó thì Văn Thành mặc dù đang là một tiền đạo nhưng anh chủ động thi đấu lùi sau để hỗ trợ ngay sau lưng của tiền đạo Đình Quyền. Ở những phút thi đấu đã qua thì chúng ta có thể thấy Đình Quyền đang di chuyển không bóng khá thông minh và điều đó đang tạo ra những cơ hội để cho Văn Thành có được nhiều hơn những tình huống áp sát khung thành của môn Quang Pháp. Anh Ngọc bóng được trả lại dành cho chính của quốc trưởng. Đấy, bóng đảo anh Ngọc, một tình huống đảo cánh chính xác tiến hành, bóng trả lại cho Thanh Tùng, vẫn là tiến hành tình huống mang ra đến từ vị trí của hậu vệ cánh trái vô chủ. Trận đấu vừa tính chuyên môn rất cao. Với những gì mà chúng ta đang được theo dõi thì trận đấu giữa 17 tháng 9 Hải Phòng và ICC Nam Định vẫn đang diễn ra trong không khí có thể nói là rất sôi động. Sự cổ vũ nhiệt tình của đó là sự quan tâm từ các cổ động viên của cả hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay, và đang là một trong những điều kích lệ rõ ràng để giúp cho cả bốn đội bóng tạo ra được giải đấu thành công. Văn Nam và một lần chân dài, nhưng lần này thì anh Ngọc đã có được tình huống cắt bóng kịp thời. Đó là anh Ngọc, cú đá xa vẫn còn. Anh Ngọc cũng là cầu thủ có chiều cao rất tốt bên phía đội bóng ICC Nam Định. Để tình huống phối hợp rất hay, thêm một tình huống qua người của Văn Anh. Một lần nữa thì anh Ngọc lại là người khóa chặt được Văn Anh trong tình huống vừa rồi. Có thể nói thì vị trí của anh Ngọc ngày hôm nay đang đảm bảo được đến trận lên công cầu thủ khá đều đặn. Và sẽ là không quá nếu như nói rằng cầu thủ mang áo số 12 ngày hôm nay mới đang là một trong những cầu thủ được đánh giá là thi đấu hay bên phía đội bóng ICC Nam Định. Ngoài việc mà anh Ngọc đã xuất sắc trong những tình huống lên tham gia tấn công thì ở những pha bóng mà chúng ta có thể thấy Văn Thành rất có tốc độ ở trong những pha lên tham gia tấn công thì anh Ngọc luôn có mặt đúng lúc để theo sát và khóa chặt được ngoài đổ bên phía đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. Ở thời điểm hiện tại thì Văn Thành cũng đang được ví von như là Messi của câu lạc bộ bóng đá 17 tháng 9. Thể hình nhỏ gọn nhưng bù lại là tốc độ cùng với đó là kỹ thuật có thể nói là rất tốt, đang giúp cho cầu thủ Văn Thành chiếm trọn được sự tin tưởng đến từ ban huấn luyện của đội bóng và đại diện đến từ Hải Phòng. Một tình huống cắt bóng quyết đoán của cầu thủ mà số 5 Đình Quyền. Trọng tuyến dù vậy thì lúc này trọng tài cũng đã ra ký hiệu về 3 phút thi đấu bù giờ dành cho hiệp thi đấu thứ nhất. Hiệp một đang diễn ra với 4 bàn thắng được ghi, 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội bóng đang phản ánh ra một hiệp thi đấu cực kỳ hấp dẫn mà cả 17 tháng 9 cũng như ICC Nam Định đang tạo ra được. Và nếu như hiệp một khép lại với một kết quả hòa thì đó có lẽ sẽ là một trong những điều mà chúng ta có thể chấp nhận được với những gì mà hai đội bóng đang thể hiện. Và chắc chắn thì thế trận đến với cả ICC Nam Định cũng như 17 tháng 9 Hải Phòng ở trong hiệp thi đấu thứ hai sẽ còn trở nên đáng xem hơn rất nhiều. Như vậy thì đội bóng ICC Nam Định sẽ có sự thay đổi hơn. Lúc này thì theo như quan sát có vẻ như là Việt Nam sẽ là cầu thủ được tung vào sân, trong đó thì Tiến Thành sẽ là cái tên được đưa ra đây. Thi đấu trong một điều kiện thời tiết có thể nói là rất nóng nóng và khắc nghiệt. Chính vì vậy thì những sự thay đổi người cùng với đó là những sự điều chỉnh về mặt nhân sự sẽ là một trong những yếu tố cần thiết để đảm bảo nền tảng thể lực cũng như tính chuyên môn tốt hơn đối với các đội bóng tham gia giải đấu năm nay. Thêm một sự thay đổi người nữa dành cho các cầu thủ đội bóng ICC Nam Định, Thanh Tùng sẽ rời sân để nhận lại vị trí dành cho A Sử. Những sự điều chỉnh cần thiết mà ban huấn luyện của đội bóng ICC Nam Định họ đang có những tính toán cho hiệp thi đấu thứ hai. Anh Ngọc và đang là anh Ngọc đội chủ lực dành cho vị trí của trọng tuyến không được
cố định đưa ra cú dứt điểm này, bóng vẫn là trong chân của đội bóng chủ nhà. Pha vào lưới rất tốt. Đình Quyền vẫn đang là cầu thủ mang áo số 5. Đình Quyền xử lý rất khéo, một tình huống xử lý cực kỳ hào hứng của các cầu thủ đại diện đến từ Hải Phòng. Không được. Thêm một sự thay đổi người nữa dành cho các cầu thủ của đội bóng ICC. Phi Long rời sân và người được từng sân lúc này là vị trí cầu thủ mang áo số 17, đó là Trung Hiếu. Liên tiếp là những sự điều chỉnh đến từ ban huấn luyện của đội bóng ICC Nam Định. Họ đang có những toàn tính rất riêng về mặt chiến thuật của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy thì rất nhiều những đường lên bóng bên phía hành lang cánh trái mà đội bóng ICC Nam Định họ đang hướng đến, vận dụng vào nền tảng thể lực sung mãn, cùng với đó là tốc độ của anh Ngọc. Ngoài ra thì khả năng dứt điểm từ xa của cầu thủ áo số 12 cũng sẽ là một trong những điều mà đội bóng này đang hướng đến ở trong những phút thi đấu đã qua. Và có bóng tốt của Việt Nam. Và như vậy thì đúng lúc này trọng tài Phan Văn Toàn cũng đã nổi còi để khép lại hiệp một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ICC Nam Định và các cầu thủ đội bóng 17-9 Hải Phòng. Chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi đến với diễn biến tiếp theo của hai trận đấu này sau khoảng thời gian nghỉ dài lòng. Như vậy thì ở hiệp hai các cầu thủ của đội bóng 17-9 Hải Phòng họ sẽ là những người giành quyền giao bóng trước. Như vậy hiệp hai của trận đấu cũng đã được bắt đầu. Thêm một cú đá xa đến từ vị trí của cầu thủ Trung Hiếu. Ở trong một thì khi mà các cầu thủ của bóng ICC Nam Định họ đã chủ động cho việc tạo ra thế trận với những pha bóng tấn công lớn lướt, đã có những khoảnh khắc mà ICC Nam Định vươn lên rất trước đội bóng đến từ Hải Phòng, nhưng đáng tiếc thì lợi thế đó đã không được duy trì bởi đội bóng chủ nhà, qua đó để cho đại diện đến từ Hải Phòng lúc này vẫn đang cầm chân với một kết quả hòa đối với đội bóng chủ nhà ở trong tình huống đá phạt. Vừa rồi thì đang có tình huống phạm lỗi đến từ vị trí của Hải Sơn, và đây sẽ là pha đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ bóng đá 17-9 Hải Phòng. Giải đấu tứ hùng khu vực phía Bắc chung tay vì cộng đồng năm nay cũng đã lựa chọn chọn Nam Định là đơn vị đăng cai tổ chức cũng như đội bóng chủ nhà. Chính vì vậy thì lúc này ban tổ chức cũng đang rất hy vọng sẽ đón chờ các nhà hảo tâm sẽ tới ủng hộ cũng như chung tay vì cộng đồng, vì những trẻ em đang có những hoàn cảnh khó khăn. Và giải đấu năm nay tổ chức ra cũng mang mục đích để hướng đến cộng đồng, nhằm cho xã hội của chúng ta ngày một phát triển hơn. Trong quá thời gian gần đây thì môn bóng đá cũng là một trong những môn thể thao được đón nhận rất nhiều sự quan tâm, và đặc biệt thì bóng đá phong trào Việt Nam lúc này đang là một trong những môn bóng đá có thể nói là rất phát triển, và cũng đã có rất nhiều những giải đấu từ thiện được tạo ra ở trong quá thời gian đã qua. Và ở buổi chiều ngày hôm nay thì giải đấu tứ hùng khu vực phía Bắc chung tay vì cộng đồng cũng là một trong những giải đấu mang tính chất từ thiện và nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm sẽ hướng đến nhằm giúp cho cộng đồng ngày một phát triển. Và đội bóng dành cho các cầu thủ bóng ICC Nam Định vẫn còn trọng tuyến và khoảng người khá hay. Như vậy thì đã có tình huống phạm lỗi, một tình huống cả người không bóng của đội trưởng Văn Nam. Rất may thì điểm phạm lỗi nằm ngoài khu vực vòng cấm của môn trọng tuyển. Ngày mai thì bên phía đội bóng ICC Nam Định, vị trí của anh Ngọc cũng đã trở thành người gác đường cho đội bóng này, và đó là sự góp mặt để nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung gỗ của đội bóng chủ nhà ở trong lượt thi đấu thứ hai. Đứng trước bóng lúc này đang là bộ đôi Trung Hiếu và Trọng Tuyền, một cơ hội đã kể để cho đội bóng chủ nhà có thể tìm kiếm được bàn thắng thứ ba. Trung Hiếu không được, cú đá góc bật, nhưng đã tiếp thủ thời bóng lại đi trên cái dòng khung thành của thủ môn Trọng Tuyền. ICC Nam Định cũng đã chủ động trong việc tạo ra thế trận lên bóng với những tình huống tấn công ở ngay những phút thi đấu đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Họ hoàn toàn không có một chút nào mà tính chất dè chừng ở mặt thế trận đối với đội bóng đối phương. Có lẽ thì khoảng thời gian vừa một là quá đủ để cho cả ICC Nam Định cũng như đại diện đến từ Hải Phòng tìm hiểu về lối chơi của nhau. Vừa rồi thì đã có lỗi cao chân của cầu thủ trẻ mang áo số 18. Một tình huống phạm lỗi đến từ vị trí của Quang Trung. Như vậy thì Việt Nam cũng đã có
thể đến đây để tiếp tục thi đấu cùng với các đồng đội và đá phạt trực tiếp nữa dành cho các cầu thủ của đội bóng ICC Đà Vinh. Đứng trước bóng đang là vị trí của trọng tâm. Ở thời điểm hiện tại thì những pha bóng của mình sẽ là một trong những lợi thế, những ưu thế hàng đầu mà hai đội bóng sẽ đối đầu. Cối, cô trường vừa rồi lại xuất hiện đội bóng đập trúng vào người của cầu thủ đối diện. Dương ơi, 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 Dương Hóa thân lỗi đến từ vị trí của Vinh Nam đã có tác động từ phía sau của đội bóng Sơn Đông. Ở hiệp hai thì cũng đã có những bàn tính riêng mà ban huấn luyện của cả ICC Nam Định cũng như đội bóng 17-9 đang hướng đến. Thêm lời nhắc nhở nữa của trọng tài Phạm Văn Toàn đối với vị trí của Quang Trung. Vẫn còn Văn Nam. Xuống ơi, xuống ơi. Tiếng tình huống bóng dài. Như vậy thì tiếng còi một lần nữa lại được cất lên. Và phạm lỗi từ phía sau đến từ trọng tuần. Đội bóng chủ nhà ICC vẫn đang cố gắng trong việc tìm kiếm ra những cơ hội về phần sân của đại diện đến từ Hải Phòng. Trong đó thì ở hiệp hai chúng ta có thể thấy đội bóng 17-9 đang lựa chọn nhiều hơn ở những tình huống phòng ngự. Việt Nam vẫn đang là Việt Nam với tình huống lên bóng bên phía anh Lam canh không được. Cú dứt điểm vẫn là Thanh Nguyên và đó vẫn chưa thể đủ để làm khó được vị trí của một trọng tuyển ở phòng bóng vừa qua. Cô trưởng khá tốt, đang là Văn Nam. Ở hiệp một thì Trọng Tuấn cùng với Phi Long chính là hai cái tên đã đem về những bàn thắng dành cho các đội bóng ICC Nam Định. Trong đó thì ở trường lại đó là vị trí của cầu thủ Văn Thành. Messi của câu lạc bộ đá 17-9 Hải Phòng vẫn đang thi đấu rất nỗ lực bên phía đại diện đến từ Hải Phòng trong những phút thi đấu đã qua. Đội đội trưởng của Việt Nam đã hay chơi hơn không phải phản xạ tuyệt vời dành cho thủ thành trọng tiền mà phản bóng vừa rồi. Một tình huống mà Trung Hưng đã chủ động trong việc tung ra một pha dứt điểm lai bóng. Bóng đi khá xoáy nhưng trọng tiền vẫn là người giành chiến thắng ở trong phản bóng vừa qua. Lên bóng dành cho các cầu thủ của đội bóng 17-9. Văn Thành vẫn đang là Văn Thành, rất khó để cho Văn Thành có thể thực hiện được cú dứt điểm. Và như vậy thì tiếng còi của trọng tài đã được cất lên và chiếc thẻ vàng trọng tài rút ra dành cho vị trí của Quân Trường. Quân Trường đã phạm lỗi với Văn Thành ở trong phòng bóng vừa rồi, một quyết định xử lý chính xác của ông trọng tài Phạm Văn Toàn. Và đây sẽ là một cơ hội ở pha bóng cố định đến với các cầu thủ của đội bóng 17-9. Văn Thành chính là tác giả của cú đúp trong hiệp thi đấu thứ nhất dành cho đội bóng 17-9. Và lúc này thì mỗi lần mà Văn Thành làm sân, chắc chắn là ban huấn luyện của đội bóng đại diện đến từ Hải Phòng hoàn toàn không mong muốn cầu thủ mang áo số 33 gặp bất cứ một chấn thương nào. Ở thời điểm hiện tại thì ICC Nam Định cũng như 17-9 Hải Phòng là những đại diện có khả năng cao nhất sẽ chạm tay để chiếc cúp vô địch. Chính vì vậy thì những toàn tính và những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật và đấu pháp mà hai đội bóng họ đang lựa chọn ở trong những phút thi đấu đã qua vẫn là những gì mà chúng ta đang chờ đợi. Văn Thành và xử lý khá thông thái của Văn Thành, sau đó thì Trọng Tuấn là người đã có được tình huống cắt bóng. Những tình huống lựa chọn bóng dài đang được thực hiện bởi đội bóng chủ nhà. Trong khi đó thì
đại diện đến từ Hải Phòng nào lựa chọn nhiều hơn đến từ bốn tốt nhằm vững và vững tâm đến từ tiền đạo nhỏ Hoàng Văn Thành. Đội bóng trở tay chưa được những pha phát động bóng có điểm rơi đang được tạo ra bởi các thủ thành của cả hai đội. So với trận thi đấu thứ nhất thì thế trận ở trong trận thi đấu thứ hai đang có phần chung hơn, cả hai đội bóng không quá mạnh dạn trong những diễn biến lên bóng tấn công mà thay vào đó thì họ đang lựa chọn những yêu cầu nhằm đảm bảo sự an toàn cho kết quả tới cơ hội. Rất bất ngờ khi mà rồi vị trí của số 77 đã tung ra cú đá thẳng về phía bên này của Môn Anh Ngọc và ra chân khá nhanh của Trung Hiếu. Để đá tiếp thì vừa rồi cú đá của Trung Hiếu lại đưa bóng đi cao hơn so với xà ngang của hành của Môn Anh Ngọc và đá phạt dành cho đội bóng ICC. Với trận bóng đang là Trung Hưng chưa lấy công với một thế trận mà hai đội đang tạo ra một lớp phòng ngự kiên cố trước mặt khung thành của cả Trọng Tiệp cũng như Anh Ngọc. Thì lúc này những cú đá xa và những tình huống dứt điểm đang là một trong những điều mà hai đội đang nâng lên. Vâng, con như vậy thì tiếng gọi trọng tài đã tuần tuần lục. Như vậy thì bên phía bóng ICC Nam Định sẽ có thêm một sự thay đổi đầu. Phi Long sẽ được đưa trở lại sân và ai xử sẽ là cái tên được đưa ra ngay. Ai xử cũng đang thi đấu rất cố gắng trong quãng thời gian mà cầu thủ mang áo số 29 có mặt ở trên sân. Nói chung thì ai xử là một trong những cầu thủ đã kiểm soát tốt được khu vực trung vực và thể hình cao to của đó là nền tảng thể lực tốt đã giúp cho ai xử vẫn đảm bảo được những sự an toàn cho tuyến giữa của đội bóng ICC. Quân trưởng theo một đội trở dài lên phía trên rất khó để cho Trọng Tuấn có được những tình huống dứt điểm ban đầu. Các hậu vệ của đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng đang thi đấu rất kinh nghiệm. Chúng ta có thể thấy Văn Nam cùng với đó là Quang Trung và vị trí của Văn Thêm thường xuyên hoán đổi vị trí nhằm tạo ra những pha bóng áp sát đối với những cầu thủ nguy hiểm nhất về phía đội bóng đối phương. Cầu lên cầu, cú đá thẳng của Trọng Tuấn. Trận đấu vẫn đang diễn ra khá kịch tính. Cho đến thời điểm hiện tại thì ban tổ chức lúc này vẫn đang kêu gọi các nhà hảo tâm sẽ chung tay để cống hiến cho giải đấu cũng như đưa ra những đóng góp dành cho giải đấu lần này nhằm hoàn thành sứ mệnh cũng như sự thành công cho giải đấu tứ hùng khu vực miền Bắc với cái tên chung tay vì cộng đồng. Có thể nói thì tên của giải đấu lần này cũng đã nói rõ được mục đích mà ban tổ chức cũng như các đội bóng đều muốn hướng đến. Một giải đấu có thể nói là rất ý nghĩa và mang tính nhân văn rất cao. Như vậy thì thêm một hành động thi đấu có thể nói là không đẹp nữa của cầu thủ mang áo số 18 chắc chắn sẽ có chiếc thẻ được trọng tài rút ra. Thôi như vậy thì đó chỉ là những lời nhắc nhở mà ông trọng tài Phan Văn Toàn dành cho vị trí của số 18 Quang Trung. Phi Long đang là cầu thủ nam sân. Có vẻ như thì Phi Long đã bị đau sau tình huống va chạm vừa rồi với cầu thủ bên phía đội bóng 17 tháng 9. Cao lên! Yeah.
dành cho các cầu thủ đội bóng ICC. Chúa chào bóng. Trọng Tuấn. Cầm bóng. Sơn chính là cái tên mới nhất được bảng luyện của bóng 17/9 đưa vào sân khá nguy hiểm và là chân vào cái điểm mới từ vị trí của Việt Nam đã buồn dành cho các cầu thủ của đội bóng như vậy thì đó là tình huống đã buồn dành cho các cầu thủ bóng 17/9 Hải Phòng. Và đã phạt trực tiếp dành cho đội bóng 17/9. Khoảng thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai cũng đã trôi qua khá nhiều. Chính vì vậy thì lúc này hai đội bóng đang ngày một tiến gần hơn với những bàn tính thành công của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Và các bóng chính xác đã tiếp tục được chúng đấu lại bị mất chung đặc biệt dành cho đại diện đến từ Hải Phòng. Chúng ta chủ động về tìm kiếm kết quả hòa ở trong trận đấu ngày hôm nay, trong khi đó thì đội bóng chủ nhà lại đang muốn điều ngược lại. Phải chăng thì kết quả ở trong trận đấu này cũng sẽ là một trong những yếu tố mà cả hai đội đều đang chủ động trong việc lựa chọn. Tỷ số vẫn đang là 2-2 đội. Và quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu giữa hai đội bóng ICC Thẩm Định và đội bóng 17/9 Hải Phòng. Trận đấu trong lượt trận thứ hai giải bóng đá Tứ Hùng khu vực phía Bắc chung tay vì cộng đồng. Theo đội chuyên gia và các bóng đến từ vị trí của Trung Hùng. Thầy ơi con đang làm tí thầy ơi. Để tụi bố nhà biệt dành cho đội bóng áo đỏ. Và tốt, Văn Thành. Và đang là Văn Anh, không được. Và đội bóng của thủ thành Anh Ngọc. Quá trình. Văn Thành. Và xử lý kinh nghiệm của Trọng Tuấn. Đó là Quang Trung. Quang Trung đối mặt với Trọng Tuấn, không được. Rồi, Văn Đông. Bóng được đẩy dành cho Văn Anh, có. Không có lỗi của thủ bên phía đội bóng ICC, Phương Anh. Những tình huống chạy chậm rất quyết liệt mà các cầu thủ đội bóng 17/9 Hải Phòng đang tạo ra. Họ đang chủ động cho việc đảm bảo sự an toàn cho phần sân nhà. Có thể nói thì ở giải đấu năm nay chúng ta đã thấy đại diện đến từ Hải Phòng đang là tập hợp của một trong những đội bóng rất mạnh về nền tảng thể lực.
thi đấu trong xuyên suốt khoảng thời gian đã qua, nhưng đại diện đến từ Hải Phòng hầu như chưa có bất cứ một sự thay đổi người nào quá đáng kể, và họ chỉ có duy nhất một sự thay đổi người trong suốt khoảng thời gian đã qua của trận đấu này. Đều được chơi lên và quả bóng là của Trọng Tuyên, khá tốt, cú đá xa không vào và dứt điểm đến từ Trung Hiếu. Điều này thì những cú đá xa vẫn là một trong những yếu tố quan trọng mà cả ICC cũng như đội bóng 17 tháng 9 đang hướng đến. Kết quả trong trận đấu này ở thời điểm hiện tại vẫn đang là tỷ số hòa 2-2. Như vậy thì sự thay đổi dành cho đội bóng ICC. Như vậy thì Thanh Tùng sẽ là cầu thủ được đưa vào sân và Trung Hiếu sẽ là cái tên được đưa ra nghỉ. Như vậy thì bộ ba tấn công của đội bóng ICC Nam Định lúc này đều đã có mặt. Thanh Tùng, Trọng Tuấn và Phi Long sẽ kết hợp thành bộ ba mũi tên ở trên hàng công của đội bóng áo tím. Những sự thay đổi người nhằm tìm kiếm một chiến thắng mà ban huấn luyện của đội bóng ICC Nam Định đang muốn hướng đến ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trung Hưng phá trong khe, vẫn còn Trọng Tuấn, vẫn đang là Trọng Tuấn, rất khó để cho Trọng Tuấn thực hiện được đường chuyền khá nguy hiểm. Đã có tình huống để bóng chạm tay của Phi Long, tình huống mà tiền đạo mang số 9 đã chủ động để có một tình huống tung người bắt bóng. Và thêm một sự thay đổi nữa dành cho các cầu thủ của bóng ICC. Trung Hưng rời sân và Tiến Hành là cầu thủ được tung vào sân. Trong khi đó thì bên phía đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng cũng có sự thay đổi người. Có vẻ như Đinh Văn Thôm là cầu thủ được đưa ra nghỉ. Và theo những quan sát thì Đinh Thuấn sẽ là cầu thủ được đưa vào sân. Một sự tăng cường cho hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Và bàn thắng gọn dành cho Môn Anh Ngọc. Đúng là ở hiệp 2 khi mà Anh Ngọc vào sân thì sự chắc chắn cho khung gỗ của các cầu thủ bóng ICC cũng đã được tăng lên đáng kể. Phi Long rất nguy hiểm và xử lý có thể nói là cực kỳ bất ngờ của tiền đạo mang số 9. Lúc này thì có vẻ như là thủ thành Trọng Tuyền đã bị đau sau nỗ lực để truy cản cú dứt điểm vừa rồi của cầu thủ bên phía đội bóng ICC. Tôi sẽ có một tình huống phạm vào lưới dành cho các cầu thủ đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. Rất nhiều những tình huống bóng dài đang được lựa chọn bởi đội bóng áo đỏ. Họ đang chủ động nhắm đến chiều cao của cầu thủ Nguyễn Hưng. Như vậy thì đây là ném biên dành cho đội bóng ICC. Quốc Trường nhìn chung thì Quốc Trường ở trận đấu này cũng đang làm tốt được nhiệm vụ phòng ngự. Khả năng cắt bóng tốt của Quốc Trường cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Đây là cơ hội dành cho đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng. Không được, vẫn là pha bóng thành công cho Môn Anh Ngọc. Vẫn còn Thanh Tùng, cú lắc đầu liền dành cho Trọng Tuấn. Phi Long không được và đội bóng sang hơi mạnh của Trọng Tuấn. Như vậy thì Phi Long có vẻ như đã bị đau. Lên mạnh lên sao mà yếu vậy, lên lên. Phi Long đã bị trượt rút. Một tình huống. Một gôn một thằng đi.
Nam Sơn nữa, cầu thủ bên phía đội bóng ICC, và ngay lập tức thì Phi Long cũng đã ra ký hiệu một sự thay đổi người. Có lẽ thì là Phi Long sẽ không thể tiếp tục thi đấu cùng với các đồng đội. Nếu đây là một sự rời sân thì có lẽ sẽ là rất đáng tiếc đối với đội bóng ICC. Vậy thì chính xác là Phi Long sẽ rời sân, và người được tung vào sân bên phía đội bóng ICC lúc này sẽ là vị trí của cầu thủ mang áo số 18. Có vẻ như thì Minh Phương là cái tên đã được đưa vào sân. Như vậy thì Minh Khương chính là người đã được đưa vào sân ở trong thi đấu rồi. Minh Khương được đưa vào sân để thay thế cho Phi Long đã gặp phải một chấn thương. Như vậy thì ở thời điểm hiện tại bên phần sân số 2 trận đấu giữa SHT Thanh Hóa và FBX Hà Nội cũng đã khép lại. Và bên phần sân số 1 thì lúc này vẫn đang là một kết quả hòa 2 đều. ICC Nam Định đội bóng chủ nhà vẫn đang để cho đối thủ là 17 tháng 9 Hải Phòng cầm trận với tỷ số hòa 2 đều. Để một tình huống phát động tấn công dài, và như vậy thì tiếng còi khép lại cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ICC Nam Định và các cầu thủ đội bóng 17 tháng 9 Hải Phòng đã được cất lên. Tỷ số hòa chung cuộc 2 đều, một trận đấu hay mà cả hai đội họ đã tạo ra. Và trước khi đến với trận đấu trong lượt trận thứ 3 thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tạm nghỉ trong 1 phút.